8. Nói hay lắm, có lý lắm đó. Nói vậy cũng có lý, nhưng mà nói vậy sao được chứ? Không rõ ràng gì hết. Đó. Nói vậy mà đúng là có bản lĩnh nha. Đúng là đúng có bản rồi, lĩnh. Nói vậy mới hay nói chứ. Hay. Ừ. Đúng không vậy là hay đó. Đúng rồi, hay lắm. Rất là hay. Đúng rồi, đúng rồi. Lão Tử đã cảm hóa người Hồ, vậy thì Lão Tử là thầy của Phật, có phải vậy không? Đúng vậy, đúng vậy. Thích Ca sinh đầu thời Chu, Lão Tử sinh cuối thời Chu, sao có thể nói người sinh sau là thầy của người sinh trước được? Chuyện không bằng cớ cần chi đem ra thảo luận chứ? Cũng có lý ha. Cũng có lý. Ừ. Bần đạo có một câu hỏi, xin đại sư chỉ giáo. Cứ nói. Thiên hạ đạo là trên hết, Thích Ca tu đạo thành Phật, là đạo sinh Phật, đạo là thầy của Phật giáo. Nói vậy có gì là không đúng? Đúng rồi, có đúng vậy không? Có đúng vậy không dạ? Quyền Trang à, thầy trả lời đi, có được không? Câu này bần tăng xin thay thầy trả lời. Lão Tử nói người hơn đất, đất hơn trời, trời hơn đạo, đạo hơn tự nhiên. Nói vậy tự nhiên có lớn hơn đạo không? Đúng vậy, đúng, đúng vậy. Đạo là tự nhiên, tự nhiên là đạo. Đúng rồi. Không lớn không nhỏ. Nếu nói như vậy, người là đạo, đạo là trời, trời là người rồi. Vậy ngài tu ở chùa nào? Vị này là Quyền Trang, du học đến đây. Ồ, nghe danh đã lâu. Ồ, nghe danh lâu rồi đó. Bây giờ mới thấy. Đạo giáo, Phật giáo bổ sung cho nhau, mong có thể cùng nhau phát triển. À, xấu hổ, xấu hổ. Hẹn ngài gặp lại. Về thôi. Thấy không, người đến tuy dữ nhưng vẫn phải nghe lẽ phải. Xem ra phát triển Phật pháp phải cần thêm rất nhiều nhân tài. Nào, chúng ta bắt đầu giảng thành thuật luận. Xin thầy chỉ giáo. Năm 624 đến 625 sau Công nguyên, trên đường giảng lý độc hành, Quyền Trang đã bước vào tuổi 25 của đời người. Trong giai đoạn này, ngài gặp gỡ với tăng sĩ Quan Nhân ở Tương Châu, học tạp tâm luận với tăng tu. Sau đó gặp gỡ giao tiếp với tín đồ Sơn Cơ giáo. Mùa thu đó, ngài đến Trường An. Năm sau đó, học xã luận với pháp trưởng, học câu xá với tăng điện, được hai thầy khen là Thích Môn Thiên Lý Câu, thiện tâm sáng ngời, tài năng xuất chúng. Mùa đông đó, tăng sư nổi tiếng Trung Ấn đến Trường An. Quyền Trang liền đến thăm viếng, xin giải nỗi hoài nghi. A Di Đà Phật. Mời. Mọi người cùng ngồi đi. Nhìn đi. Đây. Đối với kinh Phật, các chư vị tăng sư trong nước có kiến giải khác nhau,
xin đại sư cho chúng tôi một bộ chân kinh để dễ đối chiếu. Được. Đây rồi, có đủ hết đó. Đây. Đây nữa nè. Nhiều dữ vậy. Quý vị coi. Đúng. Phải. Đúng. Đại sư, có còn nữa không? Hết rồi. Kinh Ấn Độ tuy nhiều, nhưng mà mỗi phái đều khác nhau, ai cũng có kinh sử luận riêng. Chân kinh ở Ấn Độ chỉ là kinh luận của một phái thôi, dựa vào trí nhớ rồi dịch thành tiếng Hán, cho nên chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Chân kinh ở Ấn Độ ở vùng Lesnestot Ấn Độ, ở đó là có kinh nhiều nhất, đầy đủ nhất. Tất cả các cao tăng đều đến đó để học hỏi. Ở đó có cao tăng pháp sư Giới Hiền đã hơn 100 tuổi rồi, mà học vấn thì uyên thâm nhất trong toàn thể Ấn Độ. Nếu muốn gặp thầy học hỏi thì nhanh lên, nếu không thì không có kịp nữa đâu. Sư đệ, vậy chúng ta tính sao bây giờ? Đại sư, xin thầy nhận tôi làm đồ đệ được không? Tôi muốn thầy dạy tiếng Phạn cho tôi. Được rồi, vậy tôi sẽ nhận cậu. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Nếu thầy Giới Hiền đến Trung Quốc thì tốt biết bao nhiêu, vấn đề gì cũng sẽ có thể giải quyết được hết đó. Đúng vậy. Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, thầy Giới Hiền đã hơn 100 tuổi rồi, sao còn đi được? Chúng ta đi mới đúng chứ. Đúng rồi, chúng ta đến Thiên Trúc Thỉnh Kinh. Năm xưa Pháp Hiền, Trí Ngôn, Bảo Dân, Trí Mông, các cao tăng này cũng đi Thiên Trúc mà. Nếu như họ đã đi được, vậy sao chúng ta không đi Thiên Trúc Thỉnh Kinh được chứ? Pháp sư Quyền Trang, thầy thấy nói vậy có đúng hay không? Pháp sư, thưa thầy, thầy nói làm vậy có được hay không? Pháp sư. Pháp sư. Pháp sư. Hả? Mọi người đang bàn chuyện gì? Quỳnh coi đó. Chúng tôi đã nói cả buổi rồi, nhưng mà thầy vẫn không nghe gì hết, coi như là công cốc thôi. Pháp sư Quyền Trang là một trong 10 cao tăng của kinh thành đó. Tuổi trẻ tài cao, tiền đồ mở rộng, tài năng hơn người, tướng mạo khôi ngô, đã tấu lên thánh thượng. Đại sư là trụ trì chùa Trang Nghiêm, chắc đâu có muốn đi Thiên Trúc để làm cái gì chứ, đúng vậy không? Mọi người muốn đi thật sao? Dạ muốn đi. Không nói dối chứ hả? Với Sa Di không có nói dối đâu. Nếu đại sư muốn đi, đệ tử nguyện chết theo cùng, tuyệt không nuốt lời. Vậy được, người đọc mấy câu kinh Phạn này đi. Không được. Sư huynh Quyền Ngọc, bên ngoài có một tảng đá, huynh vác tảng đá đi 100 bước rồi trở về đây. Mau đi. Hãy nói vài câu tiếng Hindu cho ta nghe. Con không biết. Tiếng Sanskrit. Con cũng không biết. Tiếng Kugan. Dạ không biết. Tiếng Bengali. Dạ không biết. Dạ không. Bần tăng vì muốn đến được Thiên Trúc, dịch lại chân kinh, có ý đi Thiên Trúc từ lâu. Quyền Trang xuất gia được 13 năm, gặp nhiều cao tăng danh sư,
đi khắp chính châu, đọc ngàn quyển kinh. Các vị cao tăng giảng đạo nhiều điểm khác nhau, kinh sách hiện có còn nhiều sai sót. Chỉ có đến Tây Thiên Thỉnh Chân Kinh mới biết được đúng sai thật giả. Pháp Hiền và các vị đại đức, vì dẫn dắt chúng sanh xả thân cầu pháp, làm sao chúng ta vội vàng ra đi được? Chỉ có chết mà thôi. Với lại Phật giáo tự tranh chấp với nhau, sao khiến triều đình tin tưởng quá độ vạn dân được? Tranh chấp không bằng tự cường, đó mới là lời thề đại trượng phu. Đâu cần học Phục Cổ cùng hai nhà đạo nho môn hộ tranh chấp nhau. Luận Phật pháp không đánh tự diệt, hưng Phật pháp vạn nghị quy tông. Có điều mọi người ngôn ngữ không thông, sức khỏe không tốt, chẳng lẽ chỉ dựa vào nhiệt quyết của chúng ta thì có thể đến Thiên Trúc được sao? Mọi người đều biết 3 năm trước ta đã là chủ trì chùa Không Tuệ ở Thục, chẳng lẽ ta còn luyến tiếc chức vị chủ trì đó sao? Sư phụ à, ta có công sạch, xin sư phụ thứ tội cho. A Di Đà Phật. Đứng dậy nhanh đi, ta không trách tội đâu. Đứng dậy. Nào ngồi đi. Tạ sư phụ. Được rồi, các vị sư đệ muốn đi về Tây, nghe ta giảng ước pháp tam chương. Ước pháp tam chương là cái gì? Ước pháp tam chương là gì? Thứ nhất, học phạn văn và học nói phạn văn. Thứ hai, tu trị tự diện, chết không hối tiếc. Thứ ba, rèn luyện thân thể, vì đường xa vạn dặm. Tuân lệnh sư phụ. Còn về vấn đề văn thư thì ta sẽ xin và giao cho hình bộ, nhận được ân chuẩn sẽ chọn ngày khởi hành. Hay quá, hay quá. Sư phụ đã nghĩ ra từ lâu rồi đó. Hay thiệt nha. Để đã nghĩ ra từ lâu rồi. Thì ra thiếu đùa mọi người. Đúng để rồi. Thiệt tình. Đọc lại lần nữa đi. À không đúng, không đúng. Câu này thì phải đọc như vậy nè. Tam Huệ Pháp Sư tới. Hả? Đi đi đi. Để ta dẫn đi gặp một người. Đi gặp ai mà gấp vậy? Đừng hỏi rồi sẽ biết thôi mà. Trịnh đại nhân. Ồ, pháp sư là cao tăng của Phật giáo, hạ quan làm sao dám nhận lễ. Xa cách 10 năm như một giấc mơ. Nè, sao vậy? Đứng như vậy mà nói sao? Mời mời mời. Được được được. Mời, mời ngồi. Được. Mời ngồi. Dân trà. Mời đại nhân. Sớm nghe Phật giáo truyền tụng nói ngài không tham danh lợi, coi mọi vật như không, không kiêu ngạo, cũng không có nịnh bợ, nói chuyện á thì rất là tao nhã, tinh thông Phật lý, giải quyết khó khăn. Xem ra tôn phụ mẫu có thể nhắm mắt được rồi. Từ khi Trịnh đại nhân làm quan, do thanh liêm giỏi giang cho nên được coi trọng lắm. Trước này luôn muốn đến thăm con nên đã hẹn ta cùng tới. Nghe nói con sắp đi Tây rồi, có đúng vậy không? Đúng vậy, đã mong muốn từ lâu. Dạo trước đây con theo đạo hữu học ít phạn văn, vừa nhập môn thì đạo hữu đã mất. Bây giờ con theo Ba Pha Pháp Sư học phạn văn, hiện đã thông rồi. Con đã dâng công văn xin hình bộ phê chuẩn. Nghe nói đường sĩ xuất giới đột quyết nhiều lần xâm phạm, triều đình vì đề phòng kẻ gian không cho người xuất quan, không biết lần này có qua được không nữa. Việc này rất khó. Trịnh đại nhân, bần tăng quyết đi về Tây để thỉnh chân kinh.
Lúc đó xin nhờ Trịnh đại nhân nói giúp vài câu. Còn phải nói, Trịnh đại nhân luôn gửi gắm hy vọng vào con đó. Với tài nghệ của pháp sư khiến người người phải ngưỡng mộ. Hiện thánh thượng cầu hiện tài như là nắng hạn cầu mưa, không phải đạo nho đạo sĩ vẫn phải chọn, ngay cả tôn giáo mới như là Mạc Ni giáo, như là Do Thái giáo, Hồi giáo vân vân, đều nghĩ đại đường là thiên đường, nhận đệ tử lập chùa chiền, có thể gọi là biển rộng trời cao, là lúc phát triển tiền đồ. Không biết ngài nghĩ như thế nào? Lời của Trịnh đại nhân nói chí phải. Bần tăng đã vào cửa Phật, hiện giờ luôn cố giữ từ quấn, lấy việc phổ độ chúng sanh làm trách nhiệm. Giáo hóa ba tánh là sự nghiệp ngàn năm. Hiện nay Hoàng thượng Thánh Minh chẳng phải là lúc chấn hưng Phật giáo tốt nhất sao? Bần tăng luôn nghĩ điều này, không nghĩ gì khác. Tôi đã nói cả đến đây là uổng công rồi, bởi vì pháp sư Huyền Trang là Phật Di Lặc chuyển thế mà. Tôi và ngài thuyết phục được sao chứ? Hả? Tôi nghĩ nếu ngài tiếp tục nói nữa, Huyền Trang không những không hoàn tục, mà có lẽ ngài sẽ xuất gia đó. Có đúng vậy hay không? Ai nói thất bại? Lời pháp sư nói giúp ta như thấy Phật sống. Nếu có chí lớn, việc gì lại không thành chứ? Lời đại nhân nói chí phải đó. Pháp sư Huyền Trang khi nào thì đi? Cứ nói một tiếng đi, ta cho người tiễn đi. Đa tạ tâm quậy sư phụ. Còn về chuyện thông dẫn, để ta nghe ngóng xem, khi nào có tin ta sẽ thông báo ngay. A-di-đà Phật, thiện tài, thiện tài. Đa tạ. Tạm biệt tại đây. Tạm biệt tại đây. Đi thông thả. Mời. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học, được chưa? Hả? Dạ được. Vũ Văn đại nhân. Chào Lưu đại nhân. Lưu đại nhân, đại nhân đi qua biên phòng Sơ Định mật thám rất nhiều, Huyền Trang xuất quan qua đây, e là xin thêm chuyện sẽ xảy ra can qua. Đại nhân mời xem. Nói rất có lý, vẫn là đại nhân nghĩ thấu đáo. Không phê chuẩn, gửi trả pháp sư Huyền Trang. Trao cho pháp sư Huyền Trang. Dạ đại nhân. Mà chết thì được. Ơi trở về rồi. Mà chết được. Ê sư đệ, để cho ta. Cả một ngày không ăn uống gì, đi mười mấy dặm đường núi, còn vác tảng đá mấy chục cân nữa. Đúng là sống cũng không bằng chết nữa đó. Nhìn dân vùng núi đó đem nước và lương khô đến, ta hận không thể cướp tất cả những thứ đó. Nhưng mà
Pháp sư Huyền Trang dường như không thấy gì hết. Tôi phục thầy ấy quá. Cái gì vậy? Hả? Cho để xem với. Cái gì vậy? Lần này thì hết rồi, không được đi rồi. Đúng là xui xẻo mà. Lần này cơ mật, không cần nói với Tam Quậy Pháp Sư và Trịnh Đại Nhân. Sư huynh biết, để yên tâm. Dù thế nào, đệ cũng quyết đi về Tây. Đệ đi rồi, đừng nói cho ai biết. Có ai hỏi tới, huynh nói đệ đi tầm sư học hỏi. Như vậy không ổn đâu. Lỡ như bị triều đình bắt được, tội danh sẽ lớn lắm. Vì bị định tội, tự ý rời khỏi ngoại phiên. Cứ chờ qua một ít ngày, đợi biên phòng ổn định hơn rồi đi không được sao? Với đại danh của sư đệ, mạo hiểm như vậy có đáng không? Triều đình và Tây Độc Quyết luôn bất hòa, không biết bao giờ mới yên. Đệ đã đợi bao nhiêu năm qua rồi, hiện giờ đệ đành phải mạo hiểm. Nghe nói triều đình hạ chiếu, trong quan thiên tai, nạn dân đành phải xuất quan. Đây thật sự là cơ hội hiếm có. Sư đệ à, ta không dũng cảm và có chí hướng như đệ, nên không thể giúp đệ được gì, đành ở chùa tụng kinh Phật nhiều hơn, phù hộ đệ lên đường bình an. Đệ đi, huynh chỉ có tâm lòng đi theo đệ mà thôi. Đệ cầm ít ngân lượng lên đường dùng nha. Sư huynh, đi đường bảo trọng. Sư đệ, đi đường bảo trọng. Sư đệ, đại nhân. Sao hả? Tìm thấy công dân của Huyền Trang đại sư hay chưa? Vũ Văn đại nhân hình bộ nói là không có thấy. Vũ Văn là ai? Vũ Văn Quá Thành đại nhân. À, Vũ Văn Quá Thành. Cố lên đi bà ơi. Bà ơi, cố lên đi. Ráng lên, ráng lên. Mau lên đi, mau lên. Cố lên đi. Ráng lên, ráng đi chút nữa. Nhanh lên. Mau lượm lên, lượm lên. Mau lượm lên, lượm lên đi. Mau lên, mau lên. Ở đâu có kìa, lượm đi. Mau lên đi. Cố lên bà. Cha, cha có sao không? Cố lên đi con, cố lên. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi. Đi không nổi nữa rồi. Bà ơi, cố lên đi bà. Bà làm sao vậy? Ráng lên đi. Ráng lên đi con. Đi mau lên. Ráng lên một chút. Cố lên. Đi chút xíu nữa đi con. Ráng lên, ráng lên. Cố lên. Ráng lên đi. Trên đó. Trên. Trên đó coi. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trời cao không mưa, gây nên nạn đói, sông khó bảo toàn, nguồn nước cạn kiệt. Đó là điềm báo không được tốt lành. Để giải quyết thiên tai, lấy tiền cứu tế. Người không no, dù là tăng hay tục, nhập gia tùy tục, kẻ nào lén lút trốn qua quan ải. Nếu biết người xuất quan mà không thông báo, người trái lệnh sẽ bị trảm, khâm thử.
Đi. Đại dân cứu hoàng, hoàng đi, đại dân ơi. Đại dân cứu hoàng, hoàng đi. Chúng tôi không thể sống nổi được nữa rồi. Cho chúng tôi xuất quan đi. Bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Chúng tôi không sống nổi rồi. Sống không nổi. Xuất quan đi, đại dân ơi. Cho chúng tôi xuất quan đi. Cho chúng tôi xuất quan đi. Công nguyên năm 629, đường Chân Quang nguyên niên vào mùa thu, Huyền Trang hướng về Thiên Trúc, năm đó 28 tuổi. Cố lên đi, cố lên. Nội ơi, cố lên. Ráng lên. Bảo lên đi. Trời ơi, ráng lên đi. Tiếp tục đi đi. Ráng lên. Ráng lên. Đói quá, đói quá lên, rồi. Hòa thượng đó sao vậy? Sao vậy? Trời ơi, ôi, sao, sao vậy? Sao vậy? Té rồi kìa. Trời ơi, sao vậy? Wow. Sao vậy? Nè, chắc là mày đói lắm rồi. Sao mày ăn ít thức ăn đi? Chút gì ăn đi. Phải rồi, phải rồi. Sao không vậy sư phụ? Có sao không vậy? Đói quá rồi. Chắc là đói quá. Cho mấy ít thức ăn đi. Quá rồi mới bị xỉu. Cho mấy ít thức ăn đỡ cái này đi. Không biết có sao không nữa. Sư phụ à, ăn đỡ cái này đi sư phụ ơi. Sư phụ. Sư phụ ơi. Sư phụ. Sư phụ. Ông bị sao vậy? Xỉu hả? Sư phụ. Ăn chút gì đi. Sư phụ. Sư phụ có sao không? Ăn chút gì đi. Ông đói quá mình xỉu phải không? Sao sư phụ? Ráng ăn một chút đi. Sao rồi? Sư phụ đứng dậy. Đứng dậy đi. Sư phụ có sao không vậy? Có sao sư ráng phụ? Ăn chút gì đi. Cha cha y tiền tài đa tạ các vị, đa tạ đại ân. Không cần khách sáo, không cần khách sáo. Pháp sư Huyền Trang, sư phụ tâm vừa biết ngài xuất quan nên sao chúng tôi đi nghe ngóng sư phụ trần thuật đã đến đây rồi. Hai người mau báo với pháp sư Tam Huệ. Xin người yên tâm. A Di Đà Phật. Cáo từ. Mấy năm nay cả hòa thượng cũng bị đói nữa. Đúng rồi đó. Đúng, tội nghiệp đúng quá. Vậy. Thật là tội nghiệp quá đi. Sư phụ, ngài xem căn phòng này thế nào? Tốt lắm. Lạnh quá. Cũng không còn sớm, mời sư phụ nghỉ ngơi. Đa tạ thí chủ. Sư phụ. Ai đó? Sư phụ. Sư phụ à? Sư phụ à, là con nè. Nè, ngồi đi, ngồi đi. Dạ. Sư phụ căn dặn lệnh cho con phải nhanh chóng đuổi theo đệ tử, tìm rất là vất vả đó. Đại đức sư phụ, bần tăng không gì để đáp. A Di Đà Phật. Sư phụ nói như vậy làm tiểu tăng hổ thẹn lắm. Sư phụ Tam Huệ đã nói hết gia thế sư phụ, kiếp sau tiểu tăng làm trâu làm ngựa cũng khó báo đáp cho hết được. Cần báo đáp sư phụ Tam Huệ. Ngài là người nghĩa hiệp can đảm, tuy học không nhiều nhưng mà sư phụ am hiểu Phật pháp, nhân từ độ lượng. Sư phụ đại từ đại bi, đệ tử suốt đời không quên. Pháp sư, từ đây đến Thiên Trúc 500 dặm chính là Lan Châu, men theo Hà Tây là đến Lương Châu rồi. Người làm ăn du dịch tập trung đông lắm, nếu được họ giúp đỡ vậy thì có hy vọng đó. Ngài có thể kết hợp mà đi với họ. Ngài đi với họ, sớm tối có người chăm sóc cho người. Được rồi, cho ta gửi lời hỏi thăm sư phụ Tam Huệ. Dạ được. Con ngựa và chút lương khô đều do Tam Huệ pháp sư tặng, một ít ngân lượng chuẩn bị lúc cần dùng. Đệ tử thân mang trọng tội, không tiện đi theo ngài. Đệ tử đành phải âm thầm bảo vệ ngài đến Lương Châu. Nơi đó sáng mặc áo ấm, chiều áo thưa, thay phục mọi lúc. Một chút ngân lượng này xin sư phụ hãy nhận cho. Vậy ngươi ở nơi nào?
Sư phụ cứ yên tâm đi, đệ tử ở khách điếm cũng gần đây thôi, có thể đến thăm sư phụ bất cứ lúc nào. Vậy ta làm sao tìm ngươi? Không cần sư phụ nhọc lòng đâu, có việc đệ tử sẽ tới mà. Ngài đi nghỉ đi. Sư phụ à, tôi mang cho ngài ấm trà nè. Đa tạ thí chủ. Sư phụ à, đệ tử suýt chút nữa quên việc lớn rồi. Chuyện gì vậy? Trình đại nhân nói Vũ Văn Quá Thành đã vào doanh đến hình bộ, tấu sớ bị trả về chính là do hắn ta làm đó. Pháp sư ngài phải nhớ cẩn thận. Trình đại nhân sẽ bẩm chuyện này với thánh thượng. Sư phụ bảo trọng, tiểu tăng đi đây. Nhanh lên đi. Người đó đứng lại. Người đó lại coi. Qua đây, đứng lại. Có chuyện gì vậy không biết nữa. Nè, có giấy tờ gì không? Có không? Thôi được rồi, đi. Nhanh lên. Lẹ lên. Rồi xong rồi, qua đi. Nè, rồi đi. Bắt lại. Có chuyện gì mà soát dữ vậy không biết. Không biết sao tự nhiên bắt người không biết nữa. Vậy làm sao vào trong thành đấy? Chuyện sao? Gì vậy? Đi đâu? Đứng lại. Nè, tôi vô thành thăm con mà. Thôi được rồi, lẹ lên, đi. Dạ, đi lên. Cảm ơn. Trời ơi. Lên đi. Làm sao vào? Rồi, qua. Qua đi. Qua. Cảm ơn. A-di-đà-phật. Cho con vào đi. A-di-đà-phật. A Di Đà Phật. Dạ mời. Bần tăng ở đây giảng kinh đã một tháng, không biết khi nào khởi hành đến Hoa Châu. Chuyện đi Tây Trúc không phải là chuyện của một người, đồng môn cần ra tay giúp đỡ, bởi vì do đi về phía Tây ngàn dặm, phải qua Hoa Châu, Hoa Châu qua Tây Vực, phân hai đường Nam Bắc. Đường Bắc an toàn, thông thoáng, dễ đi. Còn theo Thiên Sơn Kỳ Hiệp qua Thu Thạch Thư Lạc, rồi qua Tống Lĩnh, có thể đến được Thiên Trúc. Không biết Pháp Sư dự định như thế nào? Theo lời Pháp Sư nói, Bần Tăng sẽ đi theo hướng Bắc. Chuyến đi này vạn lý xa xôi đó, Pháp Sư đơn thân độc mã, vậy sẽ gặp muôn vạn khó khăn, đệ tử cảm thấy lo cho sư phụ. Quyền Trang tự tin có thể nhận được việc khó nhận, có thể chịu được khổ cực. Chỉ có một việc, lần này Bần Tăng tự ý đi, không được hình bộ phê văn kiện, trong lòng luôn thấy bất an. Vậy chúng ta cùng nghĩ cách gì? Cần phải nghĩ một cách thật vẹn toàn. Đa tạ sư phụ. Đô đốc sai nha hiệu vệ toàn thành, sẽ bảo Quyền Trang không được đi Tây, lập tức đưa về kinh, người trái lệnh trảm. Biết rồi. Vậy nói với hiệu vệ, Pháp sư Quyền Trang được bổn tự mời đến giảng kinh, giảng xong sẽ về. Pháp sư, đệ tử có thể đi ngay, làm sao dám liên lụy các pháp sư? Không được đâu. Không, Bần Tăng chỉ tiêu đồ bọn họ thôi. Đạo chứng, Huệ Lâm. Có. Mau đi chuẩn bị ngựa, lương thực, nước uống, nửa đêm sẽ khởi hành. Dạ. Hiệu vệ không cho, muốn Huyền Trang sáng mai về kinh, hiệu vệ đích thân đưa tiễn đó. Lui xuống đi.
Nửa đêm đi ra cửa sau, hai người đứng ngoài cửa đợi. Trên đường chỉ có thể đi trong đêm thôi. Nhớ lấy, nhớ lấy. Ờ, vậy ngài... Bần tăng ở đây sẽ nghĩ cách ứng phó. Sư phụ cứ yên tâm. A-di-đà Phật. Sư phụ, không thể đi tiếp được nữa. Ở đây yên tĩnh vắng lặng, xuống người nghỉ ngơi, ăn một chút đồ. Sư phụ. Ờ, chúng ta đến phía trước nghỉ ngơi đi. Ờ, dạ. Đi. Mau lên, mau lên, mau lên. Nhanh lên, nhanh lên. Đi. Đi. Chưa. Dừng ở đây đi. Dạ được sư phụ. Dừng lại. Mệt quá. Mệt quá. Vừa đói vừa mệt. Có người, mau bắt họ lại, nhanh lên. Ờ. Nè, chậm chậm thôi, bao vây họ lại. Dạ. Gì? Bao vây họ lại. Dạ, dạ. Ăn chút gì đi. À, đây, sư phụ. Nè. Dạ. Ăn đi. Ăn đi. Con cũng ăn đi. Ăn đi. Sư phụ à, ngửa uống nước đi. Ngửa uống trước đi. Ta uống trước. Sư phụ à, chúng ta đi trong đêm đã được nửa tháng rồi. Phật tổ phù hộ, trước mắt chúng ta sẽ đến Hoa Châu rồi, càng phải cẩn thận hơn đó. Ai còn nghỉ ngơi một chút dạ. Đi. Ta sẽ canh chừng cho. Nhanh đi, nghỉ ngơi đi. Dạ. Đi nhanh đi. Sư phụ à, người cũng nghỉ ngơi đi. Hai con ngủ đi. Có người tới. Nguy rồi, có người tới rồi. Chúng ta đi mau. Ở đâu vậy? Nhanh lên. Đừng để chúng chạy thoát. Nhanh lên. Lên. Nhanh lên sư phụ. Đừng để chúng chạy thoát. Nhanh lên. Bao vây lại. Nhanh lên sư phụ. Nhanh lên. Đứng lại. Đứng lại. Mấy người kia đứng lại. Không được chạy. Không được chạy. Đứng lại. Nè, đứng lại. Ai chạy thì chết. Ai chạy thì giết chết đó. Đứng lại. Không được chạy. Có được chạy nha sư phụ. Chạy không thoát đâu. Nhanh lên sư phụ. Đi đâu hả? Chạy hả? Ngươi từ đâu đến? Tôi lên lập càng. Quyền Trang cao tăng đại đường ở đây. Thì ra cao tăng đại đường hả? Thì ra là cao tăng đại đường. Ta chỉ cần tiền. Chạy đâu cho thoát chứ. Lấy tiền ra đây. Mau. Tiền đâu? Lấy ra đây. Phật. Nam mô A
Nam mô A Di Đà Phật.
thương.